Oracle Rack và DataGuard khác nhau chỗ nào? Công đảm bảo tính dự phòng đúng không? Thì một nó chết thì còn nó kia đúng không? Thế nhưng nhau nó khác nhau chỗ nào? Thì đây là câu hỏi mà nhiều người cũng làm lăn tăn, thì chúng ta cùng phân tích nhé. Rack thì chúng ta phải có SAN đúng không? Phải SAN ở dưới. Thì chúng ta thường cài rack 2 nốt và có thể 3 nốt hoặc 4 nốt. Những hệ thống Xata, Hapax thường là 4 nốt, nó là 4 nốt. Full rack thì đương nhiên là 4 nốt rồi. Đúng không? Thế thì chúng ta phải nghĩ rằng khi mà chúng ta chép một nốt đúng không? Máy chủ đấy, chép một nốt. Có sao không? Còn 3 nốt. Chết nốt nữa còn 2 nốt. Rack 2 nốt, chết một nốt còn 1 nốt. Đúng không? Chẳng sao cả. Chúng ta sửa cái nốt còn lại thôi. Sau đó chúng ta sửa xong chúng ta add vào. Chúng ta có rack 2 nốt, bây giờ chúng ta thấy rằng nó không đáp ứng tải của chúng ta rồi. Chúng ta thêm một nốt nữa đúng không? Cài các grid vào. Cài software vào, đó cổ software vào, xong add nốt vào thôi. Thế là xong. Đúng không? Khi mà giả sử chúng ta thấy rằng ba nốt là mô hình nó không được tối ưu, và interconnect nó không được ngon, cắt thì nốt còn hai nốt. Tải hai nốt vẫn đảm bảo được. Thì như vậy là chúng ta đã hiểu được cái phần nó là qua rack đúng không? Hai nốt nhá, chia một nốt, tất cả các service VIP scan chuyển sang nốt 1 hoặc là nốt 2. Chả sao cả, đúng không? Thì khi đó là khi chúng ta dùng kết nối bằng scan, địa chỉ IP scan hoặc địa chỉ IP VIP tự động kết nối, chả làm gì, quá nhàn. Thế thì DataGuard thì như nào? DataGuard mục tiêu của nó đảm bảo cái tính dự phòng. Đảm bảo tính dự phòng. Phân tích nhá, DataGuard bảo vệ dữ liệu, đúng không? Dự phòng có nghĩa là gì? Thảm họa. Giả sử như ở Hà Nội có vấn đề gì, mất điện, mất đóm, động đất hay gì đó, mất dữ liệu, đúng không? Chúng ta có một cái dự phòng ở Hồ Chí Minh, hoặc có thể chúng ta dự phòng ở Lão Hoàng Lạc, hoặc chúng ta có thể dự phòng ở Giải Phóng hay chỗ nào đó, đúng không? Chúng ta đã chuyển vào trong đấy thôi. Thì thường hệ thống Enterprise thì nó có tối thiểu là một DataGuard, quan trọng đấy. Có thể ở Hồ Chí Minh, có thể ở xa cái vị trí data center hiện tại, nhá. Hoặc thường phải hai, tức là chính ở Hà Nội, dự phòng một cái ở Lão Hoàng Lạc, dự phòng nữa ở Hồ Chí Minh. Thì khi đó mà thường xuyên cắt chuyển để kiểm tra tính dự phòng thì chúng ta sẽ yên tâm nhé. DataGuard thì có thể là rack to rack, rack to single nhé, hoặc là single to single, single to single, tức là nó nhiều mô hình. Đấy, thì qua cái video này thì hy vọng là các bạn cũng hiểu rõ hơn được về DataGuard rồi rack nó khác nhau như nào. Hy vọng hữu ích cho các bạn. Có gì có lăn tăn gì cứ hỏi nhé trong cái comment ấy. Cảm ơn các bạn nhé.